Xin chào tất cả các bạn Ngày hôm nay kho hàng vừa mới về Và mình đã trưng bày một số những cái mẫu kính áp tròng nhìn xuyên lá bài ở đây Để phục vụ cho những bạn nào chúng ta yêu thích cái bộ môn bài lá bịp Và đặc biệt là những bạn nào đã từng mua cái những mẫu kính áp tròng nhìn xuyên lá bài của bên mình Hoặc là đặt hàng mà chưa có Thì hôm nay mình sẽ thông báo một tin vui đó là hàng đã về hết rồi các bạn nhé Đây này, những mẫu kính áp tròng nhìn xuyên lá bài mẫu hộp gỗ của Mỹ này Hộp nhôm của Hàn này các bạn này Hoặc là những mẫu kính 5D mới ra đây này đó đầy đủ hết các bạn nhá và bài cũng đã về đầy đủ hết cho các bạn rồi ngày hôm nay mình trưng một số mẫu của khách đây mình chuẩn bị gửi cho khách và mình sẽ giới thiệu luôn cho các bạn một vài những cái mẫu kính ở đây dành cho những bạn nào chúng ta vẫn có những cái thắc mắc chúng ta chưa hiểu là về những cái kính áp tròng nhìn xuyên lá bài là như thế nào hoặc là cái cách sử dụng ra sao hoặc là một vài những cái thắc mắc của bạn mình trả lời luôn nhá đó là kính áp tròng nhìn xuyên lá bài là như thế nào đó là khi các bạn đeo một cái mắt len đây mắt len nhìn xuyên lá bài các bạn có thể nhìn thấy đây là cái hộp đựng mắt len các bạn nhá nọ đựng mắt len đây đây mắt len lụa màu tím nhá cái này nó nhìn màu tím vậy thôi nhưng khi nó đeo vào nó ăn theo đúng màu mắt của các bạn màu mắt của các bạn như nào nó đúng theo màu mắt như thế màu như thế luôn và cái kính này nó rất là mềm kính lụa rất là mịn và dễ đeo tiếp theo này nó cũng có những đầy đủ những cái nọ nước để ngâm len này cần để gắp len này để đây là cái để đựng mắt len này cái này rất là tiện lợi khi nào các bạn đi chơi các bạn mang theo cái này đó và các bạn Uh, các bạn uh, các bạn uh, để để túi quần túi áo và các bạn uh, bỏ ra các bạn sử dụng tiếp theo này một bước tiếp theo sau khi các bạn đã đeo kính thì các bạn nhớ là phải lùa được một cái bộ bài theo kính vào các bạn nhá một cái bộ bài này theo kính bài này thì bài nào bên mình cũng làm được các bạn nhá các bạn muốn sử dụng mẫu bài nào đi chơi đấy các bạn uh, báo cho bên shop này shop sẽ làm đúng như là một cái bộ bài nguyên đai nguyên kiện này đầy đủ hết nha các bạn nhá, không khác gì một cái bộ bài các bạn mua ngoài tạp hóa rất là dễ đánh cháo, đó các bạn lùa vào là các bạn chơi các bạn nhìn bài như bài ngửa luôn, đó, và như thế nào gọi là nhìn bài như bài ngửa thì ngay sau đây mình sẽ có uh, cái 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 một vài những hình ảnh test cho các bạn về cái, cái 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 chất lượng của cái kính áp tròng nhìn xuyên lá bài này các bạn nhá, đó thì uh, mình sẽ chuẩn bị ở đây này một cái uh, bộ bài đi theo kính, đây ví dụ bài đây là một bộ bài kim cương đỏ này các bạn nhá đó và mình sẽ test thử cho các bạn thấy xem là cái chất lượng của cái kính mẫu tầm trung nó sẽ như thế nào nhé các bạn nhé đây mình đã đeo cái, uh, cái 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 cái, len vào cái cái cam này rồi đây các bạn có thể nhìn thấy này đấy đeo vào thì nó sẽ màu nó sẽ như thế này đây đeo vào đây đeo vào cái mắt len nó cũng như là đeo vào mắt các bạn thôi đó bây giờ thì mình sẽ đọc cho các bạn nhé đọc cho các bạn từng con một xem là có chuẩn xác hay không đó cháo này con thứ nhất con quy con quy này không có dấu hiệu gì, con quy này chính là con quy bích các bạn nhá. Đó, quy bích này. Nhìn nhá các bạn nhá, quy bích. Quy bích này. Tiếp theo này, một con nữa này. Con này là con ca các bạn nhá. Con ca có hai dấu tròn ở hai góc này, chính là con ca quy ca K... ca cơ các bạn nhá. Đúng là con ca cơ luôn. Tiếp theo này. Đây là một con bảy có hai dấu gạch hai trên đầu và dưới. Con này là con bảy tép các bạn nhá. Bảy tép này, chuẩn xác luôn bảy tép này đấy và tiếp theo này thử cho các bạn một con nữa này đây này con này là con hai các bạn nhá và nó không có cái dấu hiệu gì cả thì con này chính là con hai bích như mình vừa nói rồi đó hai bích này chuẩn chưa đó hàng cực kỳ nét đây nhìn qua cam các bạn nhá nhìn qua cam là hình ảnh nó đã được nét như thế này rồi thì các bạn phải biết rằng là nhìn ở bên ngoài hình ảnh của nó cực kỳ là chất lượng và sắc nét luôn các bạn đeo vào các bạn nhìn rõ một một luôn yên tâm các bạn nhá và bảo hành luôn cho các bạn về kính cũng như là về sản phẩm hầu như các bạn bên mình các bạn mua một hộp kính này bạn mua một hộp kính bất kỳ này sau đó các bạn đi sử dụng được rất là lâu đó các bạn đi kiếm được rất là nhiều và sau đó các bạn chỉ việc mua bài thôi bài là thường là các bạn mua theo cây bạn nhá mua một cây như này một này bởi vì sao bài chơi hết một bộ là vứt thôi thì các bạn muốn chơi một ván tiếp theo chẳng hạn thì các bạn có thể sử dụng lại lấy một cái bộ bài tiếp thì thường là các bạn đi mua theo cây các bạn nhá đó thì bên mình đều có chế độ bảo hành hết cho các bạn này ngoài việc là nhiều nhiều những cái anh em chơi ra thì cũng có rất là nhiều chị cũng đam mê cái bộ môn này bởi vì cái bộ môn này nó đánh nhỏ lẻ nó không cần phải là Uh, nhiều tiền như sóc đĩa cho nên là cũng rất nhiều chị cũng sử dụng những cái uh, mẫu kính áp tròng nhìn xuyên lá bài này để các chị sử dụng cho nên là mình vẫn uh, quay video ở đây để giới thiệu đến cho các chị em nữa thì các anh chị em mà có đam mê những cái bộ môn này thì hãy liên hệ qua số hotline 0948 037979 để được mua hàng để được tư vấn nhiệt tình và chính xác nhất các bạn nhé cảm ơn các bạn đã theo, theo dõi video này.